Thưa quý vị, để mang được những chiếc áo ấm đến với trẻ em vùng khó khăn, nhóm thiện nguyện Fly to Sky của các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt qua nhiều vất vả gian nan. Nhóm đã ngược núi đưa từng bao áo ấm về với trẻ em dân tộc Mana khi giá lạnh mùa đông đang tràn về. Fly to Sky là những học sinh tại trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với lòng đam mê công tác thiện nguyện. Sức trẻ, nhiệt huyết và tình người đã khiến cho đoạn đường gian nan phía trước không còn là rào cản. Bản thân chúng là còn là học sinh cho nên là góp một phần công sức nhỏ của mình để giúp đỡ và san sẻ cho các hoàn cảnh khó khăn, những cái trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những cái nơi thiên tai để giúp đỡ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với người dân, đây là một trong những đợt từ thiện ít ỏi với bà con vì đường xá hiểm trở ngăn cách. Ngoài ước mong một mùa đông có áo ấm thì con đường nối làng với thế giới bên ngoài cũng là mong mỏi của hàng chục hộ dân nơi đây. Dạ, tôi xin cảm ơn mấy thương thiện cũng đi tặng quà cho các em trong làng chúng tôi. Thì giờ trong làng mình đang xin nhà nước thì làm cho làng mình làm đường. Thì giờ đường là khó khăn lắm. Tôi cũng rất là ấn tượng và rất cảm ơn với các bạn trẻ đã làm công tác thiện nguyện để vượt đường xá khó khăn xa xôi như thế này để lên chia sẻ với cái vấn đề khó khăn của các em học sinh ở trên làng Đê Côn. Mùa đông này, trẻ em làng Đê Côn đã có áo ấm. Đối với công tác thiện nguyện, những chuyến đi có gian nan nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười các em thì núi dẫu cao, tình người vẫn vươn tới. Mùa đông lạnh nhưng tình cảm luôn gần gũi ấm áp tại bản làng Tây Nguyên này.